Các bạn, đây là tượng Phật Tổ Như Lai, độ cao gần 80 mét tính từ mặt đất lên. Pho tượng lớn và cao nhất Việt Nam. Một ngôi chùa đang thi công xây dựng, ngôi chùa mang tên Quốc Vạn Thành. Được xây dựng sát bờ hồ Sa Cam thuộc thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Đầu tư hàng ngàn tỷ đồng và dự kiến xây trong vòng 6 năm. Kiến trúc ngôi chùa thật là kiên cố. Và nơi đây cũng sẽ trở thành điểm du lịch cho các khách hành hương khắp nơi về đây tham quan và viếng chùa. Trước mặt chùa là một hồ nước rộng hàng trăm hecta, cũng sẽ trở thành khuôn viên vui chơi cho điểm đến du lịch. Và sau đây tôi mời quý vị và các bạn hãy theo chân tôi vào bên trong để xem kiến trúc chùa xây như thế nào nhé. Vâng, đây là tượng Phật Bà Quan Âm này các bạn, cao cũng khoảng gần 40 mét á, xây cũng gần hoàn thành rồi, rất là đẹp luôn này các bạn. Đây là cái điện chính này các bạn. Thật là rộng và cao lắm. Xây những cái cột là tròn mà to. Trong này rộng lắm. Toàn là bóng điện chùm, treo đẹp lắm. Và công nhân trong này họ đang là thi công này. Tính ra còn xây khoảng 4 năm nữa mà không biết xong hay không này. Rất là rộng lớn này, một cái khuôn viên ở trong lòng này. Cái điện chỗ này là chính này. Mai mốt ở chỗ này là để làm lễ này các bạn. Thank you.
Còn đây là cái sảnh phía ngoài các bạn, cái sảnh phía ngoài này. Cũng thật là rộng luôn. Đó, có một cái cầu thang đi lên trên đó các bạn. Nhìn xa xa là thấy cái mặt hồ trước mặt cả. Rồi giờ tôi đi lên phía trên xem như thế nào đây. Bước theo cầu thang đi lên này. Cầu thang họ xây rộng lắm các bạn. Đi trên lên trên tầng cao này. Gió nó mát. Trời Bình Phước ngày này nắng quá các bạn ơi. Đó, nhìn nhà trên này nhìn xuống cái hồ rất là đẹp này các bạn. Cái hồ này là rộng hàng chục hecta luôn á. Rất là đẹp luôn. Nhìn xa xa là một rừng, toàn là rừng cao su này các bạn. Cái hồ này là thường thường là tôi ra đây tôi ngồi câu cá là cá rất nhiều. Cá nhiều lắm. Nhiều cái loài cá lắm. Đây là cái sảnh đằng trước này, trước mặt này. Các bạn, sảnh đằng trước này. Công nhân người ta đang còn thi công đó các bạn. Còn đây là cái sảnh bên hông. Rất là rộng lớn luôn này. Và giờ tôi tiếp tục đi lên trên nữa, lên tầng trên nữa, xem như thế nào. Trên đây gió rất mát các bạn. Ngày này trời Bình Phước nóng quá. Đứng ngoài nắng một chút mà rát cả mặt luôn các bạn. Không chịu nổi luôn. Nhưng mà lên đây mát lắm. Ừ, đứng trên này thật là cao luôn các bạn này. Ừ, nhìn xung quanh bốn bề toàn là rừng cao su. Đây, đây là cái chân của là Phật Tổ Như Lai này. Đó. Từ mặt đất là tính xây lên trên là cao khoảng gần 80 mét. Đó, đứng đây là nhìn cái mặt hồ này. Xa xa này, tôi thu lại rất là đẹp nha các bạn. Bên này là xây cái mái vòm. Ngói đẹp lắm. Nó đứng xa xa nhìn toàn là cao su đó các bạn. Cao su mùa này là Bình Phước là ra cái lá non đó. Nên nhìn đẹp lắm. Còn đây là phía sau của là chùa. Đó, đứng xa xa là nhìn thấy là tượng là Phật Bà Quan Âm đó các bạn. Đứng trên này nhìn ra xa lắm. Nhìn thấy Phật Bà Quan Âm có chút xíu à cái tượng ấy. Tại cái khuôn viên này quá rộng. Đó, đằng sau là họ xây rất là nhiều cái chùa nhỏ nữa. Nhiều căn nhà lắm. Thank you.
Giờ tôi đi xuống đây. Đứng trên này cao quá chóng mặt, mà trời nắng nữa. Nhìn thì đẹp mắt lắm, nhưng mà nắng quá, chịu không nổi luôn. Quay chúng lúc này là khoảng 2 giờ chiều. 2 giờ chiều ở Bình Phước thì các bạn biết rồi, nắng cực kỳ là nắng luôn. Đây là cái khuôn viên đằng sau đấy các bạn, rộng lắm. Cái này thì xây không biết là năm nào mới xong, xây 2 năm rồi mà mới được từng này. Còn khuôn viên là quá rộng lớn luôn. Rồi, cái này là tôi chạy ngoài đường này, tôi quay vào này các bạn. Quay vào cái chỗ là tượng Phật Bà Quan Âm đó. Quay phía ngoài đường quay vào đó. Cái khuôn viên nó quá rộng, phải chạy xe máy một vòng mới quay vào được trong bên trong để xem là nó rộng đến chỗ nào. Còn đây là họ xây những cái ngôi nhà chùa nhỏ này các bạn, rất là đẹp luôn. Xây quá trời là những cái ngôi chùa nhỏ nhỏ này này. Tại khuôn viên rộng quá. Quay ngoài trời này nắng quá các bạn. Chạy vòng vòng ngoài đường nắng mà bụi nữa chứ. Thôi, đến đây tôi chắc cũng là phải ra về thôi. Nắng quá các bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé.